xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ ôn tập lại về bảng chữ cái, và chữ cái tiếp theo ta ôn tập được chính là chữ ư. Ừ. Và ok, rồi mình sẽ bắt đầu vào bài luyện tập nhé. Đầu tiên ta sẽ luyện tập về chữ ư. Ok, giờ chúng ta sẽ luyện tập thêm hai dòng chữ U nhé. Đập nó mạnh chưa đấy mọi người? Chưa rồi á? Ok, mình đã hướng dẫn cho các bạn luyện tập về chữ ư. Bây giờ chúng ta sẽ cùng học thêm một từ trong đó có chữ ư. Và hôm nay chúng ta có cụm từ bò sữa. Trong cụm từ bò sữa, chữ ư được xuất hiện một lần ở trong từ sữa và đứng ở giữa chữ sò và chữ a. Từ sữa thì còn có ba chữ cái nối với nhau, đó chính là chữ sò, chữ ư và chữ a. Cuối cùng là có một dấu mã ở bên trên chữ ư. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu viết. Đầu tiên là viết chữ sò. Sau đó nối chữ ư với chữ sò. Và cuối cùng là viết chữ a nối với chữ ư. Và số ngã bên trên chữ ư. Có chữ ư đó chính là từ sữa. Và video của mình đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.